Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh YouTube của mình. Mình sẽ giới thiệu, mình tên là Win. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video nhỏ, cái buổi shooting chụp ảnh của mình ở dưới Phoenix. Thì ở video trước thì mình đã giới thiệu về cái chỗ mình ở và có tuyết. Thì hôm nay là sau hậu tuyết. Đây, nhìn rất là khác biệt, rất là khác biệt so với hôm trước. Mọi thứ đã được dọn gần như là sẽ, nhưng bây giờ ở dưới chân mình á, đây ở dưới chân mình nè, ở dưới chân mình là nó rất là cứng và đang bị đông đá. Thì giờ nếu mà đi ra ngoài đường thì phải cẩn thận, tại vì nó rất là lạnh và đi nó rất là trơn trượt nên nó rất là nguy hiểm. Mình có mang giày để đạp tuyết nhưng mà nó cũng không có xinh nha. Mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Các bạn coi nó cứng nè. Đây gọi là cái nó đông đá thành cục, giống như là mình đang ở trong cái tủ đá đó. Nó rất là cứng, đi nó trượt rất là trơn nên rất là nguy hiểm. Cái sự mình sợ là ngày sau tuyết đi rất là nguy hiểm, đường rất là trơn, nguy hiểm lắm, nên các nữa mình chạy cũng phải chạy chậm. Ở trên đường đi thì mình sẽ giới thiệu một số nơi mà cái nơi mà mình đang sống. Cái chai nước mình để trong xe nó đã đông đá lại thành một cái giống như là cục đá ở trong luôn rồi. Nó cứ ngắt luôn, giờ mình không có dám uống. Mình phải để cho nó tan một chút rồi mình mới dám uống. Cứ ngắt luôn các bạn à. Thì trời đang rất là nắng, đang ngược sáng, nhưng mà thấy cảnh đẹp quá nên mình cũng quay cho các bạn xem. Chụp núi là ở chỗ mình ở là núi rất là nhiều, cây cối nhiều. Mỗi khi mà tuyết rơi xuống á, nhìn rất là đã luôn. Hiện giờ ở ngoài này đang âm 23 độ C đó, nhưng mà đổ lại trời rất là đẹp. Các bạn có thể thấy à, quá đẹp luôn. Nhìn là muốn bay xuống là mình lăn trên tuyết liền. Nhưng mà mình lăn xong á thì mình bị cảm lạnh luôn á. Giờ thì mình đã tới Phoenix. Thì mình chuẩn bị mình sẽ bắt đầu cái buổi shooting ở đây. Thì hôm nay thì dạng như là mình sẽ chụp một cái buổi event nhỏ nhỏ của một chị make up. Hình như là chị đó làm bên về lông mi á. Thì mình đang ở một cái khách sạn ở thành phố Mesa của Arizona. Thì ok, bắt đầu mình sẽ đi lên, mình bắt đầu setup. Thì bên mình chụp
Tại vì mình đang ở trong cái buổi training của một chị về cắm lông mi tại nước Mỹ, là chị đang training về gắn lông mi. Thì cái này giống ở Việt Nam của mình thôi. Việt Nam của mình thì mình đi chụp những cái event nhỏ nhỏ như thế này rất là nhiều, nên rất công việc rất là đơn giản. Đấy là cái nút. Đang thực hành về gắn lông mi thì đây cũng là một cái trải nghiệm mới của mình. Ở Việt Nam mình chụp cũng được mấy trăm cái event như thế này rồi, qua đây mình tưởng là mình sẽ đi chụp cái khác, cuối cùng mình cũng bận đi chụp event tiếp. Nhưng mà vui, lâu lâu đi chụp những cái event như thế này rất là vui. Những cái đặc điểm mà khi bạn được đi chụp event đó, là bạn sẽ có được những kiến thức rất là mới. Ví dụ như ngày hôm nay là mình có được kiến thức mới là cách gắn lông mi giả ở Mỹ. Rất là hay, mình cảm thấy rất là thú vị với cái event này. Trong quá trình mình chơi, mình có thể học hỏi được những kinh nghiệm, những cái ngành nghề khác nhau. Mình cảm thấy hôm nay rất là hay đối với mình. Và mình cũng muốn chia sẻ với các bạn là photographer đang đi chụp event, thì khi đi chụp event cần lưu ý những cái điểm như sau. Là đầu tiên là các bạn phải hỏi khách hàng, là các bạn phải đọc cái description trước, cái list của khách hàng là có những cái thời gian như thế nào, rồi cái plan nó ra sao. Rồi tiếp tục cái quan trọng thứ hai là cái nội dung mà khách hàng muốn chụp là gì, thì nó rất là quan trọng. Khi đi tới gặp khách hàng hay bắt đầu chụp á, thì các bạn phải xin cái clip trước, xin cái list chương trình để mình biết, mình follow. Cái thứ hai là các bạn phải hỏi là nội dung chính muốn chụp là gì, những cái hàng muốn chụp trước, và bạn phải chụp report trước nha. Cái này là những cái chia sẻ của mình sau khi mình sau nhiều năm mình đi chụp event, mình muốn chia sẻ lại với các bạn là như vậy. Ngày hôm nay mình mới được tận mắt mình nhìn thấy là cái việc làm lông mi giả nó cực như thế nào. Cái lông mi giả gọi là nó li ti ấy, nó cực kỳ nhỏ luôn, mà mình muốn chụp được những cái tấm đó thì mình phải có cái lens macro. Thì hôm nay may là anh Cado vẫn có dặn mình là cần phải có lens macro để chụp những cái lông mi, thì rất là may mắn, rất là hên, chứ không nãy giờ là chắc mà là mình loay hoay, mình xây sở chết luôn. Mọi người đang bắt đầu tập gắn mi. Mọi người đang tập gắn mi đây. Em chấm keo, em kéo ra luôn, em bỏ ra, thụt ra, thụt vô vai đó không ạ? Dạ, tại vì mấy cái mắt của người ta là khoảng hơn 100 sợi mi mà cứ phải là để đôi vậy mà làm lâu nó mới xong cái bộ mi. Phải nói là có một đôi mắt rất là sáng, phải rõ mới gắn được lớp thực hành. Chi tiết rất là tỉ mỉ. Hôm nay mình làm cũng khá là nhiều việc. Thì và sau đây thì mình bắt đầu sẽ đi ăn phở. Có là nhiều loại bánh giống như ở Việt Nam vậy đó. Mua thêm hai cái nữa. Quầy rất là lớn, rất là đẹp. Rất là nhìn rất là xanh xỉ, sang trọng. Mình thấy đối với Phoenix mà một cái quán to như thế này thì rất là quy mô đó, rất là đầu tư. Rất là hay. Ở Phoenix thì có ít những cái quán mà nó đầu tư như thế này. Thường là những cái quán nhỏ nhỏ, diện tích nó khoảng 50 mét vuông ở đó. Mà riêng cái quán này thì mình thấy nó rất là lớn đó. Ở đây cũng là một địa chỉ tin cậy cho các cái giới trẻ ở Phoenix tới đây chơi, ăn uống. Quán này tên là Easy Obati hay sao đó. Đủ các món luôn, từ mặn cho tới ngọt.
Ở Mỹ này thì mình thấy nhiều cái thành phố họ bán trà sữa rất là nhiều. Ở Phoenix mình thấy một số quán nổi tiếng thôi, những cái thương hiệu như là Gongcha đồ á thì mình không thấy ở Phoenix. Ok, thì bây giờ mình bắt đầu mình ra xe để mình đi ăn phở. Đây, mình đang trong một cái tiệm phở. Yeah, thank you. Tô phở cũng khá là lớn. Tô phở 230.000. Tô phở này là 10 đồng. Rất là ngon, nhìn rất là hấp dẫn. Và cái món và cái tiệm phở này được rất là nhiều người đánh giá là nó ngon nên mình vô mình ăn thử. Tiệm phở này tên là phở Sài Gòn Pearl. Ok, mình sẽ bắt đầu thưởng thức nó thôi. Bây giờ mình đang bắt đầu chạy về. Rồi hôm nay thì mình đã kết thúc một cái ngày chủ nhật khá là nhiều hoạt động. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Mặc dù cái video của mình chắc là hơi ngắn tại vì mình mình làm nhiều nên mình không có quay được nhiều. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi video của mình. Trong tương lai mình quay thêm một số cái mình sẽ quay thêm một số cái địa điểm mà đẹp nữa ở nơi mình sống. Thì cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau. Tạm biệt và nhớ like và subscribe cho mình nha.